rồi bạn bè, rồi những người thân thiết, rồi có nói gì về cái việc mà tạm thời bỏ nghề của anh vào thời điểm đó không? Thì họ nghĩ mình tạm thời thôi, cũng sẽ quay lại. Thì lúc đó Tiến Đạt cũng nghĩ là à, mình tạm thời mình ngưng một chút thôi. Nhưng mà không ngờ ngưng lâu vậy. Ngưng thiệt lâu, 10 năm luôn. Dạ. Yeah. Thế thì sau khi tham gia cái chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai này thì anh có dự định là sẽ quay trở lại nghiêm túc không? Hay vẫn sẽ là một cái cuộc dạo chơi rồi sau đó lại biến mất nữa? Tiến Đạt nghĩ là Tiến Đạt không phải là quay trở lại. À. Mà sẽ là một phiên bản khác. Phiên bản khác thì như thế nào? Tức là sao ta? Mình không thể nào đánh mất âm nhạc trong người mình. À. Cái ngọn lửa đam mê của mình nó một lần nữa nó cháy lên thì mình phải giữ nó. Yeah. Thì nó sẽ có nhiều cách để giữ cái ngọn lửa đó. Không nhất thiết là mình cứ phải đi diễn, đi hát. Bằng cách nào đó Tiến Đạt sẽ giữ cái ngọn lửa này. Yeah. Trong cái việc mà kinh doanh của mình cũng như trong cái việc mà showbiz. Thế thì Đinh Tiến Đạt của năm 40 mấy tuổi này sẽ xây dựng hình ảnh của mình như thế nào? Chắc ông bố một nách hai con thôi, sắp tới sẽ nhiều con hơn nữa. Nhiều con hơn nữa. Cái đó là vấn đề của hình ảnh gia đình. Còn hình ảnh của ông bố Đinh Tiến Đạt ở trong âm nhạc thì nó sẽ phải như thế nào? Cũng là một ông bố của gia đình. Cũng là ông bố của gia đình. Và sẽ cháy hết mình trên sân khấu. Vâng. Tiến Đạt nghĩ rằng nếu mà mình quay lại âm nhạc thì mình phải sống với những cái gì mình đang có.